Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 1337 ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch đưa ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện quy hoạch gồm chuyển đổi cơ cấu mô hình phát triển kinh tế vùng theo hướng tập trung đầu tư phát triển các ngành có lợi thế nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện hiệu quả cơ chế điều phối phát triển vùng phát triển kết cấu hạ tầng vùng từng bước đồng bộ hiện đại tập trung vào hạ tầng giao thông hạ tầng năng lượng hạ tầng số hạ tầng khoa học công nghệ hạ tầng xã hội hạ tầng thủy lợi phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu cùng với đó là nhiệm vụ về phát triển hành lang kinh tế kết nối tây nguyên đông nam bộ và khu vực nam trung bộ trung trung bộ Trước đó, ngày 30 tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1747 về phê duyệt quy hoạch tỉnh Đắk Lắc thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, nhằm phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, toàn diện, trên cơ sở tập trung, thu hút, huy động nguồn lực để phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, tập trung vào bốn trụ cột tăng trưởng, phát triển các sản phẩm nông, lâm sản lợi thế quy mô lớn, chất lượng cao, hướng tới thị trường xuất khẩu công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và sản xuất năng lượng tái tạo quy mô lớn, kinh tế đô thị, hạ tầng số, hạ tầng thủy lợi, dịch vụ logistics, du lịch dựa trên nền tảng số, kinh tế số, xã hội số.